Hello bạn mến chị ơi, anh chị gần xa mà có nhu cầu mình xài bò số lượng lớn hay chăn nuôi nhỏ lẻ, alo trực tiếp bên em ha. Bữa nay em về bò thịt, bò cái, cạo, bò bê rất là đông anh chị. Cái này là cũng giao cho lò với mối bán lẻ hết anh chị. Anh chị là gần xa có nhu cầu mình xài bò số lượng lớn thì vô vào kênh Trại Bò Thành Trung 2, Trại Bò Thành Trung anh chị. Anh chị mà có vô tình mà lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung, Trại Bò Thành Trung 2 cái liên hệ với em anh chị. Xe của em đi là xe tầm khoảng 8 tấn hoặc 10 tấn anh chị, xe tầm 2 tấn nha. Các tỉnh gần xa là đều giao hết được anh chị ơi. Sao hết được ha. Anh chị nào có vô tình mà lúc qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung 2 á, anh chị cho em xin nút like, được đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung với Trại Bò Thành Trung 2 anh chị. Rồi, bây giờ cũng khá là đông bò anh chị. Rồi còn cũng rất là đông ha. Đó, anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ giùm em. Số 1 anh chị, em show cho anh chị là một con đực bê bông ha. Bò này cơ anh chị, xương sóc đứng thẳng gần rất là dài đòn anh chị ơi. Bò này luồn tháng nó tầm khoảng 6 tháng cho lên anh chị. Bò này chiều cao đo ngay cái con cái dậu giữa, nó chính giữa là 90 anh chị, mình lo thụt lên là thiếu 90 anh chị, tầm khoảng 8 mấy phân bò này, tại vì nó lùn liền anh chị. Nó chỉ có cái ngang nó bự thôi anh chị. Anh chị mà xài dòng F2 thì anh chị biết ha. Con bò này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 10 triệu rưỡi anh chị. 10 triệu rưỡi cho mã số 1. Anh chị nào gần xa có nhu cầu mình xài á, alo trực tiếp giùm em anh chị. Đây anh chị thấy nó pin không anh chị? Xương sóc đứng thẳng gẳng rất là dài đòn ha. Dòng cơ mà nó xương bự gì khó kiếm lắm anh chị. Đó, lâu lâu em được một con anh chị. Hàng pin lực như vậy anh chị. Đó, anh chị nào gần xa có nhu cầu mình xài cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Giá tại chuồng của em là 10 triệu rưỡi cho mã số 1 anh chị. 10 triệu rưỡi cho con đực ba bê bông ha. Cô chú anh chị nào quan tâm á cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Giá tại chuồng em là 10 triệu rưỡi anh chị. Đây, anh chị thấy không? Mông rất là thè lè luôn ha anh chị. Đây. Đó, rất là bự ha anh chị. Đó. 10 triệu rưỡi cho mã số 1. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á liên hệ giùm em anh chị. Bò này cổ gô ha anh chị. Đó, xương sóc nè anh chị, lưng nè. Nó không có bự mấy mà được cái ngang nó dữ dằn lắm anh chị ơi. 10 triệu rưỡi anh chị, mình thu được một cái con bò mà pin lực như vậy ha. Đó. Móng sò xương sóc đứng rất là thẳng anh chị, 10 triệu rưỡi cho mã số 1 anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em anh chị. Quay là một gang tay ha. 10 triệu rưỡi anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm á liên hệ giùm em ha. Đây. Rất là đẹp bò. 10 triệu rưỡi cho mã số 1. Đọc em bán ra con cái ngá bồ côi anh chị, con này nó tầm em độ chừng 1 tháng quay đầu về anh chị. Ăn uống là anh chị thấy ha. Đây con ngá là con anh chị. Con này tầm khoảng em độ chừng chục ký anh chị. Đây. Đó. Con bồ côi ha. Con cái bồ côi ngá cái anh chị. Ăn uống là anh chị thấy ha. Đó, ăn ngay cỏ nè anh chị. Con cái này hiện tại em bán cho anh chị là giá tại chuồng em là 1 triệu 9 nha. Một củ 9 anh chị, mình thủ được một cái con cái bồ côi vậy ha anh chị. Một củ 9. Đây 1 triệu 9 anh chị. Cho con cái một coi đó, anh chị nào có nhu cầu bắt á liên hệ trực tiếp giùm em chị. Mã số 1 anh chị, anh chị nhớ mã số 1 giúp em ha. Con cái một coi giá 1 triệu 9. Bò này em bán con anh chị chứ em không có bán em bán đồ thức tất nha, tại vì có 1 triệu 9 anh chị. Mấy cái anh chị, bò này anh chị về có bò ghép là ok anh chị. Anh chị bắt á thì anh chị chạy xuống nhà bắt giùm em ha. Còn anh chị bắt là phải phụ phí em anh chị chứ giao tới chỗ là không được ha. Bò này anh chị bắt anh chị bỏ vô bao cũng được anh chị. Bò này rất là gọn anh chị. 1 củ 9 anh chị. 1 triệu 9 cho con cái một coi ha. Ăn uống là bao anh chị ha. Mã số 1. Giá tại chuồng em là 1 triệu 9 anh chị. Cho con cái một coi. Anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Mã số 1. Đây anh chị thấy ăn cỏ rất là mạnh ha anh chị. Đó. Đó, ăn cỏ rất là mạnh ha. Bò này anh chị có bò ghép là ok anh chị. Ghép vô là ok luôn ha. Anh chị nào quan tâm mã số 1 cứ liên hệ giùm em. Giá tại chuồng em là 1 củ 9 anh chị. Đây. Con anh chị. Đó, rất là nhỏ nha anh chị, chú bự ha. Rất là chanh nha anh chị. Đó. Con này là con mẹ sát bên, tại vì em bán thịt rồi cho nên em bán con nha anh chị. Đó, con mẹ em bán thịt ha, con em bán bò nuôi. Đó, anh chị nào có nhu cầu bắt á liên hệ giùm em ha. 1 củ 9. Ăn uống là bao anh chị luôn ha. Đó, cực kỳ mạnh đó anh chị. Gom là gì ăn hết luôn anh chị. Gom là ăn thả ra ha. Anh chị bắt thì phụ phí xe em ha. Còn ra giá tại chuồng em là 1 củ 9 nha anh chị. 1 triệu 9 cho con ngá cái ha. Đó. Chanh lắm nha anh chị. Đó, nhỏ xíu rồi anh chị. Đó, ăn uống là gom mà cỏ là ăn bao ha. Bỏ vô là ăn liền anh chị. Đó, 1 triệu 9 cho mã số 1. Anh chị có vô tình mà lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung 2 á. Chứ Trại Bò Thành Trung chị cho em xin nút like đăng ký kênh anh chị. Đó, ăn rất là mạnh nè, ăn gom anh chị. 1 triệu 9 cho mã số 1. Mẹ con mã số 2 anh chị ơi. Bò này tơ đẻ một lứa đầu rồi dính cái ha. Mẹ này mẹ gút ra đi anh chị. Gút đỏ ha. À, bò này chiều cao là yếu bích 2 trên 1m1 anh chị. Dính cái cái 3B, cái kem anh chị. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng 14 triệu anh chị.
14 triệu cho mẹ con nghe cái anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị ơi. Bò này giá tầm trung trung anh chị ơi. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho anh chị. 14 triệu mình sở được một bò mẹ con nghe cái anh chị. Đây. 14 triệu. Anh chị nào có quan tâm cứ liên hệ trực tiếp bên em ha. Dạ giá tại chỗ là 14 triệu anh chị. Đây. Anh chị nào có nhu cầu xài alo giùm em ha. Giá tại chuồng em là 14 triệu. Bò này nói chung là rất là sạch bò anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ tiếp bên em ha. 14 triệu anh chị. Em đang có chiếc xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều gửi xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị. Mẹ Good chính con cái kem anh chị. Nghe cái luồn tháng này nó tầm chưa luồn tháng bò anh chị mà đẻ con cực kỳ mắc sữa luôn ha. 14 triệu cho mẹ con. Anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị. 14 triệu anh chị. 14 triệu. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Đây. Rất là bự bò anh chị ơi. Mã số 2 anh chị. Anh chị nhớ mã số 2 giúp em ha. 14 triệu. Bò này rất là sạch anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu xài liên hệ trực tiếp cho bên em ha. 14 triệu cho mẹ con nghe cái. Bò này nói chung là lứng thẳng gẳng rất là dài đòn anh chị. Móng sò anh chị, xương sóc lứng thẳng gẳng rất là dài đòn luôn đó. Bò này cực kỳ ham con luôn anh chị. Mới đẻ con là cực kỳ bóng mượt luôn ha. Anh chị nào có nhu cầu xài liên hệ trực tiếp giùm bên em. Đây, nhìn cái cấp mình đó anh chị xem nè. Cái sữa là nó dảnh vú hết trơn anh chị. Cái dàn sữa đó anh chị, xương sóc đứng rất là thẳng gẳng ha. 14 triệu nói chung là rất là mềm, rất là mềm anh chị, con giá vậy là rất là mềm luôn anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số 2 á liên hệ giùm em anh chị. Anh chị mà vô tình lướt qua xem được cái kênh của bò với trại bò Thành Trung 2 chị, cho anh xin nút like đăng ký kênh anh chị. 14 triệu cho mẹ con ha. Mẹ Gút đỏ dính con cái kem anh chị, giá tại chuồng em là 14 triệu. Mẹ con siêu anh chị, con mẹ này cái núm ở trên lưng anh chị thấy không, vậy đứng từ xa nó có núm á. Nó dở ra lông bình thường dính luôn cái anh chị. Mẹ con này chiều cao đôi giữa lưng là trên 1m1 1m2 bò ha. Bò này tơ đẻ một lứa một anh chị ơi. Nó, anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp anh chị. Mẹ siêu đẻ con cái kem anh chị. Nói chung là bò này lú tiền hết anh chị ơi. Anh chị thích thì bắt cái bò này giùm em ha. Mẹ con mã số 4 này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 13.7 triệu anh chị. 13.700 triệu cho mẹ con cái anh chị. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị ơi. Em tắm nó hơi ướt, nó hơi hơi ướt anh chị, cho nên bò không bóng anh chị. Nói chung là bò cực kỳ mắc sữa luôn anh chị ơi. Giá tại chuồng của em là 13.7 cho mẹ con nghe cái anh chị. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu mình xài cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Đây. Đó, bò này nói chung là cũng khá là sạch bò anh chị. Nó có cái lỗi cái là nó bị núm bây giờ nó lên tóc lại anh chị. Đó, em chỉ ta thức thuốc lưu huỳnh anh chị. Bây giờ nó lên lại nè anh chị. Giờ ta không còn nuôi nữa, ta bán cho em ha. Chỉ 13.700.000 là xe tới chỗ anh chị ha. Đó, mẹ Gút đỏ. Dính con nghe được nghe cái kem anh chị. Nghe cái kem ha. 13.700 cho mã số 4. Anh chị gần xa có nhu cầu mình xài những con bò mà giá tầm trung trung á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. 13.700.000 cho mẹ con mã số 4 anh chị. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em ha. Trái sữa rất là tốt anh chị ơi. Bò này khung tàn rất là dài anh chị. Trái sữa rất là lớn luôn. Nói chung là nó chỉ có lỗi cái là bị núm anh chị. Bây giờ là nó hết anh chị, nó ra lông lại đứng từ xa cho anh chị thấy đây. Đó, nó ra lông lại lẫm chỏm anh chị. Đó, chỉ có bao nhiêu đó thôi nhưng bò này rất là sạch anh chị. Chỉ 13.700.000 là anh chị sẽ được một bộ mẹ con giá tầm trung gì anh chị. Mã số 4. 13.700.000. Con mẹ còn rất là bóng bò anh chị. Con rất là bóng luôn anh chị. Em về trời mưa cho nên nó bị ướt anh chị. Cho nên con bò nhìn thấy nó còi cối anh chị, chứ thật sự nó rất là pin lực ha. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp giùm anh em. Mã số 4, giá tại chuồng em là 13.7 ha. Anh chị mà cái vô tình lướt qua xem được cái kênh mình trại bò Thành Trung á, em xin cho anh chị xin nút like đăng ký kênh ủng hộ bên kênh giùm em ha anh chị. Giá tại chuồng em là 13.700 anh chị cho mã số 4. Anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm anh em ha anh chị. Đây, rất là lớn bò anh chị. Mã số 4 anh chị. Tục mẹ con mã số 4 anh chị ơi. Con mẹ này mẹ bô anh chị, chiều cam rồi giữa lưng là yếu 1m2 trên 1m1 bò dính con nghe con được kem anh chị. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 14 triệu anh chị. 14 triệu cho mẹ con nghe được. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp cho bên em anh chị. Mẹ là khung tàn rất là to anh chị. Cũng lớn tàn lắm anh chị ơi. Mẹ thì nói chung là dẻo bò không được mập mấy anh chị. Nó vừa bò anh chị dính được cái con nghe được ha anh chị. 14 triệu cho mẹ con.
anh chị ở gần xa có cầu bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp cho em anh chị. Cho bạn con mã số 4 anh chị. Đây. Đó, ở ngoài là cái màu nó đậm lắm anh chị. Tại về cái nó mắc mưa đó anh chị, cho nên nó hơi hơi cái lồng nó hơi sụt sụt tí. Đây, bạn con này giá tại chuồng em là 14 triệu ha. Nó trái sữa rất là to anh chị ơi. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xài cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị. 14 triệu cho mẹ con nghe được. Đây, con mẹ cũng rất là khá bò anh chị. Con là rất là bự ha. Giá tại chuồng em là 14 triệu cho mẹ con nghe được. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em anh chị. Đây, bò này tầm khoảng 2 hoặc 3 lứa anh chị. Đó. Xương sóc đứng thẳng rất là dài đòn anh chị, rất là hiền anh chị. Anh chị thấy con không? Nghe được không anh chị? 14 triệu cho mẹ con nghe được anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài á, cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị. 14 triệu. Cho mẹ con nghe được kèm ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh như là Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều có chuyến xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa mà có vô tình lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung 2, anh chị cho em xin nút like, đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung 2, Trại Bò Thành Trung 2 giúp em anh chị. Giá tại chuồng của em là 14 triệu cho mẹ con nghe được. Cô chú anh chị nào quan tâm cứ alo trực tiếp giùm bên em. 14 triệu anh chị. Đó, con là nghe được 3B anh chị, nghe được kem anh chị. Nghe được kem. Đó, anh chị nào quan tâm á cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em. Giá tại chuồng của em là 14 triệu anh chị. 14 triệu cho mẹ con nghe được anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài liên hệ em anh chị. Bò này xé mặt xé lưng là chính hết anh chị. Đó. Bò nói chung là sẽ sửa rất là tốt anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. 14 triệu cho mẹ con nghe được kem ha anh chị. 14 triệu. Đây. Đó, mã số 4 anh chị. Và mã số 5 anh chị cho con mẹ con này, mà con này con kem bông cũng được ha anh chị. Trời ơi, lợi gần đó hết trơn. Con mẹ này chiều cao là trên 1m2 bò dính con ngá cái anh chị. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 16,7 anh chị. 16 triệu 700 ngàn cho mẹ con ngá cái ha. Bò này phân dư tiền hết rồi anh chị ơi. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xài alo giùm anh chị. Bò này cái sừng nó quách lần sau nha anh chị. Bò này cái sừng nó hơi xấu nha. Anh chị bắt được không được thì em xé ra em bắn thịt luôn. Đây, mẹ con này hiện tại giá 16,7 anh chị cho mẹ con ngá cái. À, mẹ này chiều cao là trên 1m2 bò dính con ngá cái kem ha. Anh chị gần xa có nhu cầu xài cứ alo trực tiếp cho bên em anh chị ơi. Mã số 5, bò rẻ tầm khoảng 3 lứa nha anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em ha. Đây, con mẹ thì khung tàn rất là lớn anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, liên hệ giùm em ha. Đó, khung tàn rất là lớn anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, liên hệ giùm em anh chị. Giá tại chuồng em là 16 triệu 700 ngàn cho mã số 5 anh chị. Hồi nãy em lắp hết mã số 4 anh chị. Hai clip nó trùng ha. Anh chị nào quan tâm á, liên hệ giúp em anh chị ơi. Giá tại chuồng em là 16 triệu 700 cho mẹ con mã số 5 ha. Mẹ cái này mình kem bông nên chị dính con cái kem đi. Bò này mình phân tiền là nó dư tiền hết rồi đó anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt á, liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Em đang đứng xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều cũng xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị ơi. Anh chị vô tình lướt qua xem được cái kênh là Trại Bò Thành Trung 2 với Trại Bò Thành Trung anh chị. Anh chị cho em xin nút like, đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung 2 giúp em hết anh chị. Giá tại chuồng của em là 16 triệu 700 ngàn cho mẹ con anh chị. Mẹ kem con cái kem cực kỳ to luôn. Bò này chủ báo em là có phối được tầm khoảng hơn tháng anh chị. Tháng lẻ 3-4 ngày á. Nó đậu chữa không là cũng hên xui anh chị do con bò ha. Tại vì có nhiều khi em không báo lên á, có gặp rất là nhiều trường hợp anh chị, giống như là nó về nuôi hoài nó không lên giống, rồi tới ngày mà phát hiện nó có chữa thì nó ưa lẹt cái là được công cống anh chị, rẻ không hay thì nó chết con. Cho nên em ưa báo anh chị là cái con bò nào mà có vô tinh rồi lại mưa đọc lên cho anh chị biết anh chị. Còn mà nó không đậu hay là vô tinh lại thì anh chị cảm phiền cái lại giùm em ha. Giá tại chuồng em là 16 triệu 700 ngàn cho mẹ con nhé. Cái anh chị mẹ kem bông, cái kem trắng anh chị. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em ha.